Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai cho biết hưởng ứng thực hiện chương trình Xuân yêu thương giáp thình 2024 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo, 100% cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tổ chức chương trình tuyên truyền về tình yêu quê hương đất nước, chủ quyền biển đảo Việt Nam, ý nghĩa Tết thầy bằng các hình thức phong phú, linh hoạt phù hợp độ tuổi của học sinh trẻ em, trao quà Tết học bổng cho học sinh, giáo viên, nhân viên tại cơ sở giáo dục có hoàn cảnh khó khăn tổ chức các trò chơi dân gian, trò chơi vận động tại sân trường. Tính đến ngày 5 tháng 2, các cơ sở giáo dục đã tổ chức tặng hơn 36.200 phần quà cho giáo viên và học sinh toàn tỉnh, gần 2.900 suất học bổng cho học sinh với ước tính tổng giá trị trên 15,1 tỷ đồng.